Chỉ với 1,8 tỷ đồng, không phải mất lãi và gốc trong vòng 12 tháng, sở hữu ngay siêu phẩm somehow bằng một trục chính của đường Trường Chinh ngay hôm nay. Đây là dãy somehow được đồng bộ về cảnh quan, về tất cả mọi tiện ích và về rất nhiều các dịch vụ, và đối diện với khu dân cư hiện hữu cực kỳ đông đúc của thành phố Phú Thọ trong tương lai. Trước mắt chúng ta chính là khu vực của quảng trường, một trong 30 tiện ích vô cùng đẳng cấp của thành phố Công Viên, Oak Park City, với trung tâm thương mại, với rất nhiều các tiện ích đồng bộ của công viên giải trí và vườn hoa ở khu vực của nơi đây. Khu vực này vào buổi tối ánh sáng rực rỡ với rất nhiều các cửa hàng kinh doanh vô cùng đông đúc. Với lợi thế của ven khu công nghiệp, chuyển đổi thành phố, đầu tư công và hạ tầng đột phá của các cao tốc. Đặc biệt yếu tố then chốt là ba luật sẽ chuẩn bị có hiệu lực, và khi từ mùng 1 tháng 8 sẽ không còn các dự án được chuyển sang đất nền, người dân tự xây dựng nhà ở, và bên ngoài là dãy somehow đồng bộ như thế này. Trước mặt chúng ta đó là dãy somehow đã đi vào hoạt động với quán cà phê thu 6 vô cùng đẳng cấp. Với chính sách đặc biệt ưu đãi chiết khấu lên tới 6%, chỉ 1,8 tỷ đồng đã được nhận nhà ngay và đưa vào hoạt động với dòng tiền khoảng từ 7 đến 10% trên năm. Hãy liên hệ ngay hotline 0356 32333 để được sở hữu ngay somehow Oak Park City ngay hôm nay.